Vâng, tôi chơi một đoạn thôi để các bạn hình dung ra âm thanh của cây đàn W104 này. Vâng, anh đợi em được không? Với W104 và tôi thấy rất cảm xúc, tôi thấy rất cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cây đàn này, một cây đàn có âm thanh rất tuyệt vời. Mời các bạn. Vâng, các bạn thấy một cây đàn tuyệt vời. Các bạn thấy này, đây, trên nắp không một vết xước. Vâng. Và tôi muốn nói rằng là màu đen thì đôi khi còn dễ để mà xử lý nếu như có vết, nhưng mà đây màu màu gỗ và đặc biệt như này thì chúng ta thấy rằng là nó hoàn toàn là nguyên bản. Vâng, đẹp. Rất 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 đẹp. Vâng, rất đẹp. Bây giờ chúng ta xem cái hồi bên này. Đấy, các bạn thấy ạ. Cũng rất tuyệt vời. Vâng. Đấy. Chúng ta tìm hiểu sang các cái hồi bên này. Vâng. Bạn xem cái nắp bên trong hay những cái chữ được đánh rất cẩn thận. Đấy. Ra xem cái nắp bên trong. Xem hồi bên này. Vâng. Đấy. Vâng. Rất đẹp. Vâng, tôi vẫn khẳng định là không gần, có thể nói rằng là gần như một cái đàn mới. Này. Đấy. 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 Body và support rất tuyệt vời, tất nhiên là A rồi. Vâng. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem phần bên trong cái đàn. Mời các bạn. Key là cái phần phím mà tôi vừa trực tiếp chơi, rất là chắc đều trên toàn bộ cái hệ thống key này. Lực trên mặt phím rất là đều các bạn. Chốt pin. Đấy, các bạn nhìn chốt pin nó cũng đều nhau. Đấy, đều nhau. Đấy. Tôi nhập pin luôn luôn là A các bạn nhé. Vâng. Chốt pin luôn luôn là A. Đấy, tôi khẳng định cho các bạn như vậy. Đấy. Action cái này cũng rất là mới. Vâng. Action cái này A trừ. Đấy. Như mới. Đấy. Tôi nghĩ rằng là với cái âm thanh của các bạn vừa nghe, với chốt pin, với action, với key và cả với soundboard, các bạn đã xem thì cây đàn này có lẽ nó không có gì để chúng ta phải bàn luận nhiều, mà chỉ có vấn đề là chúng ta có thấy nó hợp với nội thất nhà mình hay không, chúng ta có thấy rằng là cái khoản chi tiêu dự kiến cho cái việc mua đàn của chúng ta có đúng khớp vào cái phân khúc của nó hay không. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy thôi, chứ còn lại cây đàn quá tốt và quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.